Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ ba ngày 7 tháng 3 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Khu nhà ở xã hội đầu tiên của đề án xây dựng nhà ở xã hội kết hợp với việc giải quyết nhà ở cho các hộ dân đang sinh sống tại các chung cư cũ trên địa bàn thành phố đã được khởi công trong sáng nay. Với nhiều cơ chế chính sách thông thoáng trong thu hút đầu tư, các doanh nghiệp FDI trên địa bàn thành phố yên tâm sản xuất kinh doanh. Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 41 đang đến gần, hứa hẹn sự xuất hiện của những xu hướng sản xuất chương trình truyền hình mới. Cùng nhiều thông tin đáng quan tâm khác, sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức lễ khởi công dự án khu nhà ở xã hội tại Tổng kho 3 Lạc Viên, số 142 Lê Lai, phường Máy Chai và phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền. Tới dự có đồng chí Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng chuyên trách, Hội đồng lý luận Trung ương. Về phía lãnh đạo thành phố có các đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phạm Văn Lập, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố. Đây là khu nhà ở xã hội đầu tiên của đề án xây dựng nhà ở xã hội kết hợp với việc giải quyết nhà ở cho các hộ dân đang sinh sống tại các chung cư cũ, được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua vào tháng 4 năm 2022. Dự án được triển khai trên diện tích hơn 16 hectare, trong đó khu nhà ở xã hội hơn 53.913m2, gồm 10 tòa nhà chung cư cao 15 tầng, phục vụ cho khoảng 4.500 hộ dân sinh sống. Khu nhà ở thương mại diện tích khoảng 13.063m2, quy mô 163 căn hộ, cao 7 tầng. Hạ tầng kỹ thuật gồm đường giao thông, cấp thoát nước, hệ thống chiếu sáng, vườn hoa cây xanh. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 4.800 tỷ đồng do công ty cổ phần Thái Holding là chủ đầu tư. Công trình dự kiến được đưa vào khai thác sau 24 tháng kể từ khi được bàn giao đầy đủ mặt bằng. Khi đó sẽ đáp ứng được nhu cầu về nhà ở cho người dân, nhất là người dân tại các chung cư cũ trên địa bàn các quận Ngô Quyền và Hồng Bàng. Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Tùng ghi nhận và biểu dương chủ đầu tư, các sở ngành, địa phương và đơn vị liên quan đã ủng hộ chủ trương của thành phố, khẩn trương hoàn thiện thủ tục sớm di rời, bàn giao mặt bằng để dự án hoàn thành đúng tiến độ, đồng chí yêu cầu. Một, chủ đầu tư và nhà thầu thi công tập trung cao nhân lực và vật lực tổ chức thi công để một số tòa nhà hoàn thành và đưa vào sử dụng vào giữa năm 2024. Đặc biệt, phải quan tâm đến chất lượng công trình có kỹ thuật và có mỹ thuật và phải bảo đảm về an toàn lao động. 2. Thành phố rất mong các doanh nghiệp và các hộ dân tiếp tục ủng hộ và sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Yêu cầu quận Ngô Quyền tổ chức cưỡng chế đối với các doanh nghiệp và các hộ dân chậm trễ trong việc bàn giao mặt bằng và phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 5 năm 2023 này. 3. Yêu cầu các sở, ban ngành của quận Ngô Quyền tạo điều kiện tốt nhất cho chủ đầu tư và các nhà thầu thi công, đảm bảo an ninh trật tự trong suốt quá trình xây dựng công trình. 4. Yêu cầu sở xây dựng, sở kế hoạch đầu tư khẩn trương tiếp tục triển khai việc lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện các dự án nhà ở xã hội còn lại để khởi công vào cuối năm 2023 này và đầu năm 2024. Thống kê, Hải Phòng có 205 chung cư cũ, trong đó 178 chung cư đã xuống cấp và nguy hiểm cần phải xây dựng lại. Xác định được việc cần thiết phải bảo đảm an ninh, an toàn cho người dân, từ năm 2016, thành phố bắt đầu xây dựng các chung cư mới theo hình thức xây dựng và chuyển giao BT. Tuy nhiên, hình thức xây dựng này không còn phù hợp với quy định mới. Do đó, Hải Phòng đã thực hiện đề án xây dựng nhà ở xã hội kết hợp với việc giải quyết nhà ở cho các hộ dân đang sinh sống tại các chung cư cũ ở các quận Ngô Quyền, Lê Chân, Kiến An và Đồ Sơn với tổng số hơn 8.000 căn hộ. Tại các vị trí chung cư cũ, các quận sẽ lập dự án để xây dựng các công trình công cộng, công viên cây xanh, sẽ có kinh phí đền bù, hỗ trợ cho các hộ dân.
các hộ dân tự bỏ thêm tiền để mua căn hộ tại các khu nhà ở xã hội này. Chiều nay, đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng. Đồng chủ trì có đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Cùng dự có các đồng chí Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố, Lê Chí Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Đào Trọng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy cùng lãnh đạo các cơ quan đơn vị địa phương. Tính từ tháng 1 2021 đến tháng 3 2023, các khu công nghiệp, khu kinh tế Hải Phòng thu hút được 123 dự án với tổng vốn đạt 14,51 tỷ đô la Mỹ, trong đó đầu tư nước ngoài là 7,97 tỷ đô la Mỹ, đầu tư trong nước khoảng 6,55 tỷ đô la Mỹ với tốc độ tăng trưởng bình quân 23,2% một năm. Khu công nghiệp, khu kinh tế Hải Phòng hiện có 468 dự án FDI với số vốn trên 23,3 tỷ đô la Mỹ, 202 dự án DDI số vốn là 12,9 tỷ đô la Mỹ, hầu hết là các dự án công nghiệp chế biến chế tạo có hàm lượng công nghệ cao. Trong hai năm 2021-2022, tổng doanh thu của các doanh nghiệp đạt 60,8 tỷ đô la Mỹ, nộp ngân sách hơn 36.000 tỷ đồng, tạo việc làm cho 194.500 lao động với bình quân 11,5 triệu đồng một người một tháng. Nhờ nỗ lực cải cách hành chính và chuyển đổi số, tỷ trọng thu hút các dự án FDI chất lượng cao vào khu kinh tế Hải Phòng ngày càng tăng. Hai năm liên tiếp, 2021-2022, Hải Phòng là địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài, trở thành vùng đất của các dòng vốn có chiều sâu, là mắt xích trong chuỗi sản phẩm toàn cầu của nhiều tập đoàn kinh tế lớn. Dù kết quả tăng trưởng là rất khả quan, nhưng các khu kinh tế, khu công nghiệp Hải Phòng cũng đang đối mặt với rất nhiều thách thức, trong đó lớn nhất là mở rộng quy mô và thu hút lao động. Dù tỷ lệ lấp đầy trung bình đang là trên 72%, nhưng đa số các khu công nghiệp hiện hữu đã hết đất, diện tích còn có thể thu hút đầu tư còn lại là rất ít, diện tích lấn biển chưa thực hiện còn lớn. Theo tính toán, để làm ra 1 tỷ đô la Mỹ, hiện cần tới 10.000 lao động. Theo cách tính đó, Hải Phòng hiện cần thêm từ 50 đến 70.000 nhân lực. Tuy nhiên, thu hút được đủ số này là rất khó khăn khi mà hạ tầng phục vụ lao động và nhà ở xã hội cho công nhân chưa đáng kể. Với vị thế là một khu vực trọng điểm về phát triển kinh tế của thành phố, Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng đề nghị thành phố tiếp tục quan tâm để đẩy nhanh tiến độ quy hoạch, thu hút đầu tư, giải quyết thủ tục hành chính để xây dựng các khu nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nâng cao mức độ cạnh tranh của thành phố trong thu hút lao động, nhất là lao động ngoại tỉnh chất lượng cao. Cùng với đó, cần tập trung phát triển hạ tầng giao thông kết nối, nâng cao năng lực thông hành nội vùng, tiếp tục giải phóng mặt bằng, tăng cường lấn biển, tạo quỹ đất mới. Ghi nhận và đánh giá cao kết quả phát triển từ đầu nhiệm kỳ, đặc biệt là hai năm gần đây của Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu cho rằng các khu kinh tế, khu công nghiệp trong suốt 30 năm qua đã đóng góp rất lớn vào bức tranh kinh tế của vùng, của thành phố. Thu hút đầu tư không ngừng tăng trưởng, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, chất lượng dòng vốn bứt phá qua từng năm. Những kết quả này đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của Hải Phòng, là tiền đề để Hải Phòng hoàn thành những mục tiêu cao đề ra trong các nghị quyết của Đảng. Để phát huy hơn nữa những kết quả đó và cũng để tháo gỡ, mở đường giải quyết những thách thức trước mắt, đồng chí Bí thư Thành ủy đã gợi mở một số vấn đề. Cái ban quản lý của khu kinh tế chúng ta đó phải đi đầu và ví như là cái cánh chim đầu đàn. Cái cánh chim này nó mang theo cái sự mong mỏi, sự kỳ vọng của đảng bộ, chính quyền và nhân dân. Với cái kỳ vọng như thế đó thì chúng ta phải tìm các cái giải pháp để khắc phục các cái hạn chế, khó khăn và phải vượt qua những cái thử thách đặt ra mà các ông chí đã nhận diện. Trước hết đó là chúng ta rà lại tất cả các chỉ tiêu nhiệm vụ và từ cái nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố, rồi nghị quyết đại hội đảng bộ của chúng ta, rồi các nghị quyết chuyên đề, thì chúng ta xem coi là cái gì còn đang nợ. Thì tôi đề nghị các anh chị có cái kế hoạch rất là chi tiết cụ thể, phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí, từng ban bộ phận, từng đơn vị để chúng ta nỗ lực hoàn thành. Cái việc xúc tiến đầu tư thì cái này tôi ủng hộ các anh chí, là cái gì mà đã được thống nhất rồi thì các anh chí vẫn có thể chủ động đi trước. Chất lượng và hiệu quả của thu hút đầu tư như tôi trăn trở phần trên đó là chúng ta phải có cái sự chọn lọc. Chúng ta phải chú ý để làm sao mà cái sự đầu tư nó phải cân đối và nó phải phù hợp với cái trụ cột khi thu hút đầu tư của chúng ta. Phải đánh giá được cái lợi ích mà chúng ta thu được.
cái công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, đẩy nhanh tiến độ xây dựng mới các khu công nghiệp, các dự án trọng điểm, đặc biệt là cái khu kinh tế Đình Vũ Cát Hải. Thì đề nghị các ông chí xem đây là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Thành phố cần phân cấp thêm cho các ông chí cái gì được thì các ông chí cứ đề xuất. Thu hút lao động thì các ông chí nêu giải pháp thì tôi rất nhất trí. Một, chúng ta đã có cái đề án về nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Mà nhân đây giao luôn cho ban cán sự đảng, ủy ban chỉ đạo cho Sở Lao động Thương binh Xã hội. Các ông chí nghiên cứu đề xuất một cái đề án hỗ trợ người lao động trong vấn đề đào tạo nghề. Một cái việc tuy nhỏ nhưng mà cũng không nhỏ tí nào, đó là các ông chí phải phối hợp thật tốt với cơ quan quản lý thuế. Thì để chúng ta làm sao mà quản lý chặt chẽ nguồn thu, chống thất thu ngân sách. Vì làm ra rồi cuối cùng cái mà chúng ta thấy được là thu. Mà thu mà nó thấp thì ta có khuyết điểm. Cái cải cách hành chính và nhất là các dịch vụ công cấp độ, đặc biệt cấp độ 4. Để các ông chí đã làm tốt là chỗ dựa, là địa chỉ tin cậy thì phải chỗ dựa vững hơn, tin cậy hơn nữa để thu hút các nhà đầu tư. Ta nói là ngũ xã tự nhiên hương là như thế các ông chí. Một cái ông đầu tư ông vào đây mà ông thành công thì tự nhiên ông kéo nguyên cái hệ sinh thái ông vào. Tại buổi làm việc, Thường trực Thành ủy đã đồng ý đề xuất của Ban Quản lý Khu Kinh tế tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập ban, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 7 sắp tới. Sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 và 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Tới dự buổi lễ có các đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Phạm Văn Lập, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, nguyên nữ lãnh đạo thành phố các thời kỳ. Đóng góp bền bỉ, sáng tạo vào mọi khía cạnh cuộc sống, tham gia bình đẳng vào công tác lãnh đạo, quản lý ở bộ máy chính quyền. Đến nay, đa số các cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước của thành phố và quận huyện đều có lãnh đạo là nữ với tỷ lệ từ 50 đến trên 63%. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Khắc Nam, trưởng ban vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố, đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tiếp tục tập trung vào các mục tiêu đã đề ra tại chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ thành phố, tăng cường chuyển đổi số trong các hoạt động hội, đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nội dung cụ thể, thiết thực, chú trọng việc tạo nguồn, điều kiện thuận lợi để cán bộ nữ phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành, tham gia xây dựng, giám sát và phản biện xã hội, quan tâm đến công tác dạy nghề, hỗ trợ việc làm, phát triển sản xuất, giúp phụ nữ thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Dịp này, nhiều hoạt động an sinh xã hội đã được Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố triển khai với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng trao tặng hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Cơ bản đồng ý với 11 nhiệm vụ giải pháp xây dựng Đảng, chính quyền, phát triển kinh tế xã hội quận ủy Lê Chân đề ra trong tháng cuối cùng của quý 1 tại hội nghị đánh giá công tác tháng 2, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 3. Thiếu tướng Vũ Thanh Trương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố đề nghị quận ủy Lê Chân quyết liệt hơn trong công tác thu ngân sách, quản lý đất đai đô thị, không để phát sinh các sai phạm gây thất thoát lãng phí, tăng cường quản lý, bảo đảm phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các chợ trên địa bàn quản lý và trong khu dân cư, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và có giải pháp khắc phục kịp thời. Trong công tác chuyển đổi số cần tập trung vào yếu tố con người, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, phát huy hiệu quả hệ thống, trang thiết bị, phấn đấu tỷ lệ xử lý hồ sơ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại toàn bộ 15 phường đạt 100%, tích cực tuyên truyền, nắm bắt tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, hạn chế thấp nhất đơn thư khiếu nại, bảo đảm an sinh xã hội, chuẩn bị các điều kiện triển khai xây dựng mô hình công an phường kiểu mẫu về an ninh trật tự. Năm qua, khối thi đua các hội văn hóa xã hội và hội nghề nghiệp thành phố tiếp tục duy trì và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, góp phần tích cực thực hiện các chủ trương chính sách, các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ thành phố đề ra. Khối thi đua thống nhất tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng tổ chức hội và phát triển hội viên, tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội, vận động nguồn lực hỗ trợ giúp đỡ hội viên khó khăn, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa thể thao và thực hiện các nhiệm vụ chuyên ngành của từng hội. Các cuộc vận động phong trào thi đua được triển khai sâu rộng, đa dạng, phong phú, đổi mới hoạt động nhằm tích cực tham gia phát triển văn hóa xã hội của thành phố. Đổi mới phương thức hoạt động, làm tốt vai trò bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động,
nâng cao năng lực quản lý, tích cực xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ là những kết quả nổi bật được đánh giá tại Đại hội Công đoàn Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xi măng Vinsem Hải Phòng lần thứ 33, nhiệm kỳ 2023-2028 được tổ chức sáng nay. Đây là đơn vị tổ chức đại hội điểm của Tổng Công ty xi măng Việt Nam. Nhiệm kỳ 2027-2022, phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, chương trình 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19 được công nhân lao động công ty xi măng Vinsem Hải Phòng hưởng ứng tích cực. 15 đề tài khoa học kỹ thuật, 225 sáng kiến cải tiến và giải pháp quản lý được áp dụng, góp phần cải thiện điều kiện làm việc, tăng năng suất lao động, làm lợi cho doanh nghiệp khoảng 63,8 tỷ đồng. Việc thực hiện sáp nhập thành công thương hiệu Vinsem Sông Thao và Vinsem Hải Phòng từ tháng 7 năm 2019 và hoàn thành dự án sửa chữa cải tạo công suất lò nung từ 3.300 tấn clinker một ngày lên 4.000 tấn clinker một ngày đã mang lại hiệu quả rất tích cực về phát triển quy mô sản xuất và kinh tế cho xi măng Vinsem Hải Phòng. Đời sống vật chất tinh thần của người lao động được quan tâm ở nhiều phương diện và ngày càng được nâng cao. Nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Công ty xi măng Vinsem Hải Phòng tập trung đổi mới tổ chức và hoạt động theo hướng thiết thực hiệu quả, quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, góp phần khẳng định vị thế của một doanh nghiệp có truyền thống lịch sử 124 năm, cái nôi của ngành xi măng Việt Nam. Thông cáo báo chí kỳ họp thứ 28 của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. Ngày 6 tháng 3 năm 2023, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy họp để xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên. Căn cứ quyết định khởi tố bị can số 11 QĐ-QNĐT và lệnh tạm giam số 07 QĐ-QNĐT ngày 22 tháng 2 năm 2023 của Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đối với Nguyên Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca, đảng viên chi bộ tổ dân phố Kiều Sơn, phường Đăng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Căn cứ các quy định của Đảng về thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã xem xét đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thi hành kỷ luật đối với đồng chí Đỗ Hữu Ca bằng hình thức khai trừ. Ngày 6 tháng 3 năm 2023, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã họp xem xét và đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật đối với đồng chí Đỗ Hữu Ca bằng hình thức khai trừ. Ủy ban nhân dân thành phố tiến hành lấy ý kiến nhân dân đối với nhân dân và cán bộ quận Hải An đề nghị Thủ tướng Chính phủ xét trình Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2017-2022. Các ý kiến phản ánh gửi về Ủy ban nhân dân thành phố qua ban thi đua khen thưởng, địa chỉ tầng 3 số 18 Hoàng Diệu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng, điện thoại liên hệ 0225 374 7154. Luôn vui vẻ, hòa đồng, tràn đầy năng lượng, đó là những ấn tượng mà ai cũng cảm nhận được khi gặp gỡ nữ doanh nhân Bùi Thị Thúy Mẫn, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm nông sản Green. Không chỉ là doanh nhân giỏi, chị còn là người phụ nữ hết lòng với các hoạt động thiện nguyện, lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến với mọi người, xứng đáng với 8 chữ vàng mà Bác Hồ trao tặng cho phụ nữ Việt Nam, anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Từ khi mới bắt đầu kinh doanh, chị Bùi Thị Thúy Mẫn luôn tâm niệm làm việc thiện cho xã hội chính là làm điều thiện cho bản thân mình. 12 năm gắn bó với công việc chăm sóc trẻ em thông qua cung cấp các suất ăn hàng ngày, đến nay chị đã tạo được niềm tin, sự yêu mến của các đơn vị đồng hành. Trước kia thì nhà trường chưa ký cam kết cùng với công ty trách nhiệm hữu hạn Green, thì nhà trường gặp những khó khăn, đó là cái thứ nhất là cái nguồn thực phẩm, thứ hai nữa đó là cái khâu chế biến nó chưa có được quy trình. Khi mà công ty trách nhiệm hữu hạn Green đã cung cấp và thực hiện thì tôi thấy là cái trách nhiệm bữa ăn của các con được nâng cao hơn, và đặc biệt nữa là công ty trách nhiệm hữu hạn Green đã có cái bảo hiểm, đóng bảo hiểm cho các con trong từng bữa ăn một. Chia sẻ về những thành công mình đạt được, với chị Bùi Thị Thúy Mẫn không gì khác, đó chính là ý chí, quyết tâm và nghị lực trong mọi hoàn cảnh. Có được thành công càng thôi thúc chị quay trở lại, giúp đỡ những phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.
Bản thân tôi thì rất là yêu trẻ và tôi cũng đam mê trong cái nghề nấu nướng, và đặc biệt là hệ thống đơn vị của công ty tôi đã có 12 năm phục vụ trong lĩnh vực thực phẩm, và đến giờ phút này thì được sự đánh giá và ủng hộ cao của các bậc phụ huynh, mang lại những cái giá trị dinh dưỡng để làm sao các con có một cái bữa ăn trưa thật ngon, đảm bảo về cái nguồn dinh dưỡng, đảm bảo về thể lực, an lòng các bậc phụ huynh khi gửi con đến các đơn vị nhà trường. Không chỉ gánh vác thiên chức làm mẹ, làm vợ, phụ nữ ngày nay tham gia nhiều hơn vào các lĩnh vực. Sự bao dung, lòng nhân ái là sức mạnh để họ tiếp tục phát huy phẩm chất, khẳng định vị thế cùng những đóng góp xứng đáng trong đời sống xã hội. Trong phần tiếp theo chương trình, với nhiều cơ chế chính sách thông thoáng trong thu hút đầu tư, các doanh nghiệp FDI trên địa bàn thành phố yên tâm sản xuất kinh doanh. Hơn 700 tác phẩm truyền hình ở 11 thể loại báo chí tham gia liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 41. Trong đó, lần đầu tiên ghi nhận sự xuất hiện của nhiều xu hướng sản xuất chương trình truyền hình mới. Nhờ kiểm soát tốt dịch bệnh và có nhiều cơ chế chính sách trong thu hút đầu tư, nên các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI trên địa bàn thành phố đã yên tâm đầu tư, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Những ngày này, không khí làm việc tại nhà máy của công ty trách nhiệm hữu hạn Flat Việt Nam đang rất khẩn trương. Nhiều đơn hàng cần giao đúng hẹn nên nhà máy duy trì sản xuất ổn định tại các bộ phận, tạo điều kiện cho người lao động tăng ca, cải thiện thu nhập. Năm 2023 thì các lãnh đạo cũng động viên chị em là cố gắng làm việc để công ty sẽ có một ngày một phát triển hơn, thì sẽ có những gọi là mức lương, mong muốn là mức lương sẽ được tăng lên. Hiện tại thì cái số lượng đơn hàng của chúng tôi đang rất là ổn định. Cái ngành sản xuất của chúng tôi nó thuộc cái ngành kính năng lượng mặt trời, cho nên là cái ngành nghề này mặc dù là bối cảnh thị trường thế giới hiện tại cũng đang có những cái sự sụt giảm nhất định, nhưng cái ngành nghề của chúng tôi thì không bị ảnh hưởng, cho nên là hiện tại chúng tôi đang ở một trạng thái rất tích cực. Năm 2023, song song với duy trì sản xuất đảm bảo sản lượng 580.000 tấn một năm, thì doanh nghiệp tập trung tăng cường đào tạo kỹ năng làm việc, nâng cao tay nghề cho toàn bộ người lao động. Cùng với phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, Hải Phòng luôn quan tâm tạo dựng quan hệ thân thiện, thường xuyên trao đổi trực tiếp nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho nhà đầu tư. Đây là cơ sở để họ tiếp tục tìm hiểu cơ hội đầu tư mới hoặc mở rộng sản xuất. Từ khi bắt đầu hoạt động đến nay thì chúng tôi cũng nhận được rất nhiều sự hỗ trợ. Chính quyền Hải Phòng thì cũng rất là quan tâm đến cái an toàn sản xuất và ổn định của doanh nghiệp. Và về cái điều này thì chúng tôi rất là cảm ơn. Tôi nghĩ là Hải Phòng có một cái môi trường đầu tư hết sức là ưu việt và lành mạnh. Cũng một phần là do cái sự hỗ trợ hết sức là nhiệt tình của chính quyền thành phố Hải Phòng đối với các doanh nghiệp, từ khâu xin các thủ tục hành chính ban đầu cho đến khâu nghiệm thu và quản lý trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp thì cũng đều hỗ trợ rất là lớn, rất là nhiệt tình. Vì vậy cho nên chúng tôi cũng rất nhiều bạn hàng người Trung Quốc cũng như là những cái đối tác mà họ rất sẵn lòng đến thành phố Hải Phòng để đầu tư. Tốc độ tăng trưởng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào các khu công nghiệp, khu kinh tế tại Hải Phòng đạt trung bình hơn 23% một năm. Thu hút vốn FDI từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 2 năm nay đạt hơn 7,6 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 97% tổng thu hút FDI của thành phố. Thời gian tới, cùng với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xúc tiến đầu tư, Hải Phòng tập trung triển khai các điều kiện về hạ tầng, nhất là mặt bằng tại các khu công nghiệp mới, nguồn nhân lực và nhà ở cho công nhân, tạo điều kiện thu hút các dự án đầu tư lớn, sử dụng công nghệ tiên tiến, sản phẩm có giá trị gia tăng cao, nằm trong chuỗi cung ứng toàn cầu của các tập đoàn kinh tế lớn trên thế giới. Thời gian qua, nhu cầu sử dụng điện ở các xã thị trấn của huyện An Dương có xu hướng gia tăng. Hạ tầng điện liên tục quá tải nên việc đầu tư nâng cấp hệ thống điện là hết sức cần thiết để góp phần xây dựng các xã nông thôn mới kiểu mẫu và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Là đơn vị quản lý vận hành hệ thống điện cho hơn 4.200 hộ dân của xã An Hồng, tính riêng trong năm qua, công ty cổ phần xây lắp điện Hải Phòng đã đầu tư nâng cấp 6 trạm biến áp, xây dựng mới 200 cột điện để phục vụ xây dựng 9 tuyến đường giao thông nông thôn mới kiểu mẫu. Sau khi đưa vào sử dụng, hệ thống điện hoạt động ổn định, đáp ứng nhu cầu sản xuất của các doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân. Công ty cổ phần điện Hải Phòng cũng đã vào cuộc cùng với địa phương để đảm bảo được cái điện. Thứ nhất là trước kia những cái hầu như là một số ngày xưa là có cột điện cũ, thì bây giờ đa số là thay những cột điện tròn, thì là đảm bảo được cái thứ nhất là cảnh quan. Thứ hai là riêng thôn Vọng Dùng đã có 4 trạm điện. Là trước kia thì là cái công suất điện rất yếu, nhưng mà trong mấy năm vừa rồi là điện nó rất ổn định. Phạm Dùng nên riêng và tất cả xã An Hồng nói chung là đã mở toàn bộ tuyến đường, thì thực sự nó lực lượng của tổ quản lý điện là rất vất vả. Ngoài xã An Hồng, 6 xã đang xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của huyện An Dương được tập trung nâng cấp, cải tạo hệ thống điện. Năm qua, các đơn vị quản lý vận hành lưới điện trên địa bàn huyện An Dương
đã đầu tư xây dựng mới 26 trạm, nâng công suất 9 trạm. Hiện một số xã trên địa bàn huyện vận hành lưới điện là do hợp tác xã quản lý. Do nguồn đầu tư thấp, hệ thống điện ít được đầu tư sửa chữa, không đáp ứng yêu cầu sản xuất và sinh hoạt. Thường xảy ra tình trạng mất điện do chập cháy trạm biến áp. Vì vậy, huyện An Dương tập trung phối hợp với điện lực thành phố, chuyển giao các đơn vị quản lý kinh doanh điện không đáp ứng yêu cầu để người dân được ký hợp đồng trực tiếp với ngành điện. Hơn 700 tác phẩm truyền hình ở 11 thể loại báo chí không chỉ cho thấy quy mô về số lượng mà còn hứa hẹn một sự vượt trội về chất lượng tại Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 41. Bên cạnh đó, Liên hoan năm nay lần đầu tiên ghi nhận sự xuất hiện của những xu hướng sản xuất chương trình truyền hình mới. Chỉ với một vài cú click, khán giả cả nước đã có thể xem tất cả các sản phẩm dự thi Liên hoan truyền hình toàn quốc năm nay trên các thiết bị di động cầm tay. Đáng chú ý là lần đầu tiên tại một kỳ liên hoan truyền hình toàn quốc xuất hiện thể loại video trên nền tảng số với cách thức sản xuất đặc thù. Nội dung số khoa giáo, giải trí, thậm chí cả nội dung số chính luận. Những đề tài trước nay thường chỉ xuất hiện trên truyền hình truyền thống. Nay được làm mới bằng những ngôn ngữ riêng và tham dự tại liên hoan truyền hình toàn quốc. Chuyển đổi số đang từng bước làm đa dạng hóa các hình thức phân phối thông tin báo chí. Từ một sản phẩm báo chí gốc đã được chuyển thể bằng nhiều hình thức thể hiện, được truyền tải lên nhiều nền tảng số để tiếp cận tốt hơn đến công chúng. Sản xuất và phân phối tin tức trong thời đại số, xu thế phát triển của ngành truyền hình và phát triển hạ tầng công nghệ phục vụ chuyển đổi số trong truyền hình. Đây sẽ là nội dung của các hội thảo bên lề liên hoan. Vì lý do dịch bệnh mà những hoạt động bên lề không được tổ chức tại kỳ liên hoan trước. Và năm nay thì hội thảo sẽ tiếp tục là nơi để những người làm báo tìm thấy nhiều thông tin hữu ích về nghề nghiệp. Chủ đề của hội thảo nội dung số năm nay trong liên hoan truyền hình toàn quốc liên quan đến sản xuất và phân phối tin tức trong thời đại số. Chúng tôi nhấn mạnh vào kinh nghiệm của các đối tác quốc tế trong cái việc sản xuất tin tức và đưa lên trên các đa nền tảng. Cái thứ hai nữa là các dữ liệu từ các đơn vị là quản lý nền tảng trong cái mảng tin tức thì cái xu thế của các đài phát thanh truyền hình trên thế giới họ đang khai thác cái nền tảng mạng xã hội để đưa lên như thế nào. Và cái thứ ba nữa là kinh nghiệm từ đài truyền hình Việt Nam trong cái việc mà khai thác, sản xuất, phân phối trên các đa nền tảng. Hơn 700 tác phẩm truyền hình chất lượng cao, phản ánh đa diện mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, hứa hẹn sẽ khiến ban giám khảo phải làm việc vất vả để lựa chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất. Bất cứ thể loại nào, ở mảng chuyên đề, khoa giáo hay là ở các cái mảng khác của truyền hình, thì chúng ta vẫn phải hướng tới con người. Đối với báo chí thì đó chính là cái đích cuối cùng của chúng ta. Nói chung vẫn là ba chữ thôi, chân thiện mỹ. Một tuần nữa, Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 41 sẽ chính thức khai mạc. Theo kế hoạch, các ban giám khảo sẽ làm việc sớm trước khi diễn ra khai mạc liên hoan để có đủ thời gian thẩm định, đánh giá các tác phẩm dự thi một cách đầy đủ và khách quan nhất. Hải Phòng, thành phố cảng, trung tâm công nghiệp dịch vụ du lịch, thành phố mang đậm dấu ấn với vị nắng gió mặn mòi của biển, con người Hải Phòng với khí chất sôi nổi, hào hiệp, nghĩa tình. Đó là những gì sẽ được giới thiệu tới khán giả thông qua chương trình sân khấu truyền hình tháng 3, Thanh âm thành phố cảng. Chương trình do Đoàn ca múa Hải Phòng thực hiện với ekip chuyên nghiệp uy tín, tổng đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Hữu Từ, người đã gắn bó với rất nhiều chương trình nghệ thuật thuộc lễ hội Hoa Phượng Đỏ, đạo diễn âm nhạc Huyền Trung, chỉ đạo nghệ thuật, nghệ sĩ ưu tú Khánh Hòa, các nghệ sĩ diễn viên đến từ các đoàn nghệ thuật trong và ngoài thành phố. Đây là lần đầu tiên mình tham gia cái sân khấu truyền hình của thành phố Hải Phòng. Trong ekip biên đạo của tụi mình ấy, thì tập trung các biên đạo trẻ có tên tuổi của quốc gia. Ekip chúng mình ấy, sẽ làm bằng những cái ngôn ngữ mới cũng như những cái ý tưởng trẻ trung, sôi động cũng như là rất là năng động của thành phố. Chương trình gồm 3 phần với các tiết mục ca múa nhạc, giới thiệu về thành phố Hải Phòng, sôi nổi, lạc quan nhưng cũng rất trữ tình, sâu sắc, lãng mạn. Từ đầu tháng 3, các nghệ sĩ đã bắt đầu tập luyện tại Hải Phòng, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Dự kiến đến ngày 15 tháng 3, bắt đầu hợp luyện, bảo đảm bài bản, nhuần nhuyễn, sớm báo cáo Hội đồng Nghệ thuật thành phố,
trước khi lên sóng truyền hình trực tiếp phục vụ nhân dân vào tối 25 tháng 3. Những thông tin dự báo thời tiết sẽ kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau. Dự báo thời tiết thành phố Hải Phòng đêm nay và ngày mai. Khu vực trung tâm thành phố, nhiều mây đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ C. Phía Bắc thành phố nhiều mây đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ C. Phía Nam thành phố nhiều mây đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ C. Khu vực Đồ Sơn và quần đảo Cát Bà nhiều mây đêm không mưa, ngày giảm mây trời nắng, gió đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ C. Huyện đảo Bạch Long Vĩ nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng, gió đông cấp 3 cấp 4, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ C. Vịnh Bắc Bộ không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng, tầm nhìn xa từ 1 đến 4 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông cấp 3 cấp 4.